ơi, ớt không ơi, ớt không gắn ớt đuôi tàu cái đó không nhau. Chào cả nhà nha, chào mừng cả nhà đến với kênh của Tân nha. Hôm nay mời cả nhà theo hai anh em mình đi thăm vườn lờ với mình nha. Đây anh Thư mình nè. Thì đầu video thì Tân chúc cho cả nhà nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Đây hai anh em đi thăm vườn lờ nữa cả nhà ơi. Luồng này là luồng mới đặt nha. Đổi rồi, đổi là ngon rồi. Đổi lên nè. Anh đắt thải bà luôn. Thấy nổi cái lờ lên lại con rồi cả nhà. Là thấy nhõng một đầu nữa ha mới sướng ha. Thấy nhõng một đầu nữa mới đã cả nhà. Lóc đồng. Đấy cái này cái nào. Đó từ. Nghe vậy lụm tụm tụm này lụm. Cái nhỏ. Chạy đi. Nhỏ nhưng mà mập lắm. Nhỏ mà phú. Ê. Thấy chưa? Cá sông nhỏ mà phú rồi cả nhà. Đã chưa? Đặt khúc ở trong đó được mà. Bữa nay muốn chạm. Mới cắt cỏ xét luôn. Mới cắt rồi là không bao giờ nó cắt nữa. Nhét vào đó cục đó ngon. Đó sao nó cắt nữa không? Kiến nó cắn cả nhà ơi, kiến nó cắn. Đó đó, rồi đi nó đặt trước hết rồi. Bơi xuồng quá đặt dài. Đi bỏ đứng bơi xuồng. Chưa. Kia đi nha. Lắp nữa, thấy bò luôn đi. Hay cái lắp nữa cả nhà. Để đi đâu không biết nè. Đấy. Cái này dễ gì cái lờ sạch sạch thôi, nó tông là sạch cái lờ. Ừ. Lại thấy gông không trời dính được.
Đây con ngay cả nhà. Lóc đi đâu em ơi? Chú vỏ nè lóc. Dạ. Ghê cả nhà, tầm quân. Hai cá cả nhà ơi, xuống. Tưởng đâu ếch không chứ. Cá nổi vô cơ. Bây giờ nó còn sung nó tầm dữ vậy. Mới vô. Cái đầu nó chưa có bị gì luôn nè. Nhà thấy không, cái đầu nó còn nguyên nè. Ồ, thấy cái lời. Xuống, chạy mới đã đó cả nhà. Cứ tưởng đâu ếch nó tầm không chứ. À ha, vậy nó khơi đó. Cắn nữa hả? À đem loại ra luôn. Tới đâu? Tới mày. Đi ra đây. Còn. Nó ở sình con. Cái nào lấy là thấy dục cái chai đây nè. Nào. Đây có cái chai này. Chai của mình. Chắc vậy. Lấy cái nào lên. Lại lặn lỗ bên đây anh Tư. Đó. Lấy cái lỗ bên đây nè, đây có cái lỗ này. Nào. Dòng ở đó thì có. Chuột mới vô rồi chết. Lờ nổi lên luôn anh Tư. Hả? Đây cái lờ nổi lên luôn rồi nè. Đúng chưa? Vậy thì mới gỡ lại được. Luôn nha. À, mình tắt máy mình đổ cái nhà. Từ bắt con cái nữa. Cá trắng. Cái gì cái dù lâu. Hai cái lóc dù lâu rồi. Tông mấy đầu hết. Đuôi rồi nó quạt, chảy máu. Còn cái giữa là. Chạy mới đã. Nổi là không chạy đó, chạy nổi là có cá nổi. Đó. Cái con hay nổi. Cái con không có chơi con đó.
Đã cả nhà. Nổi là lụm lúa. Ở sâu vô, sâu vô. Lọt vô là được. Cặp lờ tặc rồi cả nhà. Một. Phải nhắm đầu là lụm hết cái này. Vô rồi, trời ơi, cái lỗi nó nhắm đầu kìa. Còn có lúc nó nhắm đầu. Cũng được. Có là mình rồi. Im ghê. Ở chỗ này đặt. Sướng. Đây hai anh em mình về tới nhà cả nhà ơi. Được nhiêu là chắc cũng hơn 2. Hơn 2 kg á. Hơn 2 kg cả nhà. Mình biến đổ ra cả nhà, nhảy tùm lum hết, coi cá lóc nè. Cá dày không? Thôi chứ. Sướng chưa? Mấy chục cái rồi. Mắc lờ nữa chứ. Mất mấy cái. Mất gì? Không nhớ nổi đâu. Đã không? Rồi, clip mình dựng đây cả nhà ơi. Nếu cả nhà thấy clip anh em mình hay thì cho mình xin được cái kênh lượt like nha. Cảm ơn cả nhà nhiều. Cá lóc sòng mập ú không mà còn nào nó nút không sướng. Hơn 2 kg. Chào cả nhà nha.